Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật laser của DK Eyebrow. Và ngày hôm nay thì DK có một ca lông mày rất là đặc biệt. Chúng ta hãy cùng phỏng vấn chị gái một lát nhé. Dạ em chào chị ạ. Vâng, chào chị. Chị có thể giới thiệu cho mọi người theo dõi livestream được biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Dạ em tên là Lý Yến từ Sóc Sơn ạ. À, vâng. Vậy lý do vì sao hôm nay chị lại quyết định đến DK để xóa lông mày này ạ? Vì em biết DK có một trang web rất là nổi tiếng ạ. Vâng, vậy hiện nay thì có rất nhiều cơ sở phun xăm, xóa xăm. Vậy tại sao chị lại lựa chọn DK ạ? Dạ, em nhìn thấy nhiều người làm trước mắt rồi ạ. Họ giới thiệu đến đây ạ. Dạ vâng. Vậy thì chúng ta hãy quan sát tình trạng lông mày cũ của chị gái nhé. Lông mày cũ của chị gái thì rất là đậm này. Và có cái tình trạng hiện tượng là bị trổ sang màu đỏ. Cái lý do mà cái gốc mực chuyển sang màu đỏ là do cái gốc mực bị pha tạp chất và pha kim loại. Và trên da của DK thì vừa mới thực hiện trực tiếp là khử đỏ cho chị gái rồi. Và em xin mời ống kính quay sát vào lông mày của chị gái nhé. Như chúng ta quan sát thì lông mày của chị đã hết tình trạng đỏ rồi. Và bây giờ thì chuyên gia sẽ tiến hành laser và hút cái mực ở trên cái bề mặt da của chị đi. Để bắt đầu nhé. Sẽ hơi chăm chút một xíu nhé. Trước khi chị gái được thực hiện laser thì đã được ủ tê trong vòng 30 phút rồi. Nên là trong quá trình thì sẽ rất là nhẹ nhàng, rất là nhanh chóng thôi. Không phải cần gì phải lo lắng cả. Chị chuyên gia cho em hỏi một chút là với những gốc mực chỗ đỏ như này ý, thì sau khi laser xong thì mực còn đẩy lên nữa. Vậy nó có đẩy màu đỏ lên nữa không ạ? Nó sẽ tùy vào gốc mực. Nếu như mực của bạn ý bên trong có rất là nhiều tạp chất bằng kim loại thì nó sẽ tiếp tục đẩy đỏ lên. Và trong cái quá trình nghỉ dưỡng đấy thì bạn nên sử dụng thêm kem tái tạo để nó thúc đẩy cái mực lên bề mặt và hút nó sẽ được sạch hơn. Cái thời gian đẩy mực lên có lâu không ạ? Sẽ rất là nhanh. Nếu mà bạn ấy dùng kem tái tạo thì nó sẽ giúp thúc đẩy cái mực lên rất là nhanh, nhiều. Khoảng bao nhiêu ngày hả chị? Bạn ấy có thể quay lại để sử dụng tiếp cái liệu trình của mình từ 7 đến 10 ngày. So với những công nghệ cũ ấy thì chúng ta sẽ phải mất từ 30 đến 45 ngày mới có thể làm được liệu trình mới. Tuy nhiên thì với cái công nghệ siêu laser Picomax tại DK thì chỉ cần mất 7 đến 10 ngày thôi là chúng ta đã có thể làm liệu trình mới rồi. Chị ở trong quá trình laser thì chị cảm thấy thế nào ạ? Em thấy chỉ nó hơi rát một chút thôi ạ. Chỉ hơi châm chích một chút xíu thôi đúng không ạ? Dạ vâng, vậy sau khi hút sạch lông mày này rồi chị có muốn làm lông mày mới tại DK luôn không ạ? Có ạ, muốn hoàn thiện ạ. Vâng, vậy chị đã có lựa chọn cái phương pháp lông mày này nào cho mình chưa ạ? Chị lựa chọn Hedgehog hay là điêu khắc thường ạ? Dạ, Hedgehog ạ. À, vâng. Vậy thì chúc chị sau khi xóa cái lông mày cũ này và làm lông mày mới sẽ có một cái sản phẩm thật là tự nhiên và đúng theo ý của chị nhé, em cảm ơn chị rất nhiều. Và mọi người ơi, nếu như mà mọi người muốn đến trải nghiệm dịch vụ tại DK thì mọi người đừng quên đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số hotline nhé mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào mọi người.